Bắt đầu. Hello mọi người, hôm nay mình học giỏi á, mình được 10 điểm cái là mẹ cho 200k, mình sẽ qua shop của chú Đăng để mua đồ capybara nha. Đi thôi, đi theo mình nè. Mấy bạn đi theo mình nha. Để mình coi có một con gấu capybara nào không đã. Mọi người ơi, có một con bóc mũi này nè, nè mọi người. Mình bóc cho mình. Rồi mình coi giá. Cái này có 55 ngàn thôi, có 200 ngàn mua luôn cái này luôn mấy bạn. Nó dễ thương, màu nó đẹp á. Mình thích cái màu như kiểu mấy như này luôn. Mình sẽ bỏ vào giỏ. Thế là mình thấy có sổ tay nè mọi người, 15 ngàn nha. Giá là rất là sâu chứ không phải ở đằng trước nha mọi người. À, đây là những con capybara nha. Mình không biết mua con nào thôi, mình chọn một con vậy. Nhưng mà mình thích con này nè, nó dễ thương á. Mình sẽ lấy một cái mình bỏ vào giỏ. Cái này mình bỏ lại nha. Cái sổ tay này quá dễ thương. Để mình kiếm có sổ cái bộp capybara không đó. Có ngay mấy bạn ơi, cái này chỉ có 30 ngàn thôi mà mình có tận 200. Thôi mình mua luôn nha. Để mình sẽ đội lên cho mấy bạn coi nha. Nhanh lắm. Trong giờ học á, nếu mà mấy bạn có bị phủ tóc xuống dưới á, mấy bạn có lấy cây bợm đó mà cài lên cái là đẹp sức sạch. À, mọi người ơi, rất còn có rất nhiều con capybara khác nhau nữa. Và có thêm một hai con, một con màu nâu, một con màu hồng, mình sẽ bóp thử cho mấy bạn nghe nha. Thôi, cái con màu hồng nữa. Để mình có sở thích cơ capybara. Có luôn nha mọi người. Cái này chỉ có 10 ngàn thôi. Mình sẽ mua. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một bút. Bởi vì cái hộp bút của mình nó rất bị hư rồi. Ủa, ở đây có 3 loại luôn mọi người ạ. À, một loại là cái nhỏ như này. Loại thứ hai là cái to hơn cái này luôn. Loại thứ ba là màu hồng capybara. Nó có một cái ổ khóa nhỏ nè mọi người. Đó, trong bao mẫu này mấy bạn chọn mẫu nào là nhớ đăng ký để mình biết nha. Mình sẽ chọn mẫu này, nhưng mà mình thấy mẫu này không dễ thương cho lắm thì mình nên mình sẽ chọn mẫu này màu tím nha. Mình thích mẫu này hơn. Để mình coi giá, nó chỉ với 22 trăm, mình sẽ mua nữa. Mình sẽ đi tiếp thôi. Qua mọi người ơi, ở đây có nhiều gấu bông luôn á. Có con màu nâu, rồi con capybara màu hồng, với lại có mấy con to nữa mọi người. Thấy con màu hồng đeo áo khoác này rất là dễ thương luôn nha. Mình đó, ở bên này nữa nè mọi người. Rất là xinh luôn. Có con cầm bóng chày nè. Có con thích ăn rau nè. Đó, có con đội mũ nè mọi người nè. Với lại con kéo chiếc mũi nè. Đó, mình sẽ đi kiếm con nào nha. Hay là mấy bạn cho mình chọn con này đi. Nó nhỏ này, nó dễ thương. Nó chỉ 95 nghìn thôi nha. Mình sẽ kéo cho mọi người nghe nha. Rất là dễ thương. Giờ mình sẽ đi tính tiền nha. Đi theo mình thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tính tiền cho Benna nha. Benna cầm bịch cho chú Đăng nào. Đầu tiên là con gấu bông. Rồi, 95k. Wow, bạn này 55k. Gần 150 thôi. Bóp bút này 22k. 172. Cái cài này 30k. Là 202 rồi. Cái này 10k. Là 212, cái này 15k. Là 227k rồi nè. Giờ Na thì có nhiêu tiền? 200 ngàn. Na có 200 ngàn. Giờ Na bỏ ra một món đồ đi. Tú sẽ bớt cho Nam 7k. Mọi người ơi, giờ mình chỉ còn 200k thôi. Mình sẽ bỏ ra một món đồ, đó chính là sổ tay. Rồi ok. Na sẽ bỏ lại sổ tay 15k. Vậy là còn lại 212k.
do khách hàng thân thuộc, khách hàng thân thiết luôn, nên chú Đăng sẽ bớt cho Banana thêm 12k nữa là chẳng 200k mọi người ạ. Như vậy là Banana đã mua được rất là nhiều đồ capybara ở shop mình nhá. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho chú Đăng nha. Yeah, bye bye, bye, bye.